Chết rồi, chết rồi, mệt rồi không? Nhịp đi em, nhịp đi, thoải mái vô, nhịp vô. Nhịp, nhịp, cứ thoải mái. Nhịp đi. Nhịp đi. Nhịp vô. Bạn này nhạc ở Thủ Đức nhưng mà bạn có thể đang hát ở Bình Thạnh hoặc là ở đâu đó xa lắm. Bạn này hát không hay đâu, tại bạn không hay hát nên khi bạn hát không hay. Bạn hát không hay. Dạ. Biết hát nhưng chắc là hát không hay. Dạ em nghĩ là hát không hay anh ạ. Anh không ngờ em lại trưởng thành như vậy. Anh ơi. Ủa? Còn hai người, một người thì bao nhiêu năm, một em thì hát như thế nào? Em bán shop ở đâu để anh lại anh mua. Trong khi đó một đứa nó không đi hát như Mai Tài Phến mà nó lại biết để hát hay, nó không chọn. Nè, tại sao em gái mưa gì hát hay mà làm gì rung dữ vậy? Anh bực ghê luôn. Anh đừng... em có quyền rung, em hát hay có quyền rung. Em gái những lục cái mưa cái gì? Cuốn nhỏ đi xa, cuốn thằng nhỏ đi xa. Tại vì không phải chà mà tại nghe lời anh Thành. Trời ơi. Phải không anh? Phải không? Phải không em? Mới đây mày phản tao liền rồi hả Phết? Quá hay thiệt. Em lừa được Trấn Thành, lừa được Hương Tràm. Không, cái này khen lừa em hay. Lừa được cả Trường ta. Đâu có lừa được anh. Anh đâu có chọn em đâu. Có làm bí giả chọn em đó. Không phải. Nghe làm bí giả chọn 357 nha không? Đó là cái chiêu của tụi em. Em nghe kỹ nãy. Em nghe kỹ. Em nghe kỹ nãy ai nói là tôi với bị dạ tính chọn số 3. Có Bùi ấm túi chọn số 2 thôi. Em nghĩ là ai? Em nhớ là anh Giang chọn đầu tiên. À đó, đó anh Giang nó đang là cái chiêu giả bộ dụ người ta chọn cái của mình nhưng mà thực sự mình không chọn cái đó. Bây giờ anh chị hỏi em, chọn em cuối cùng, cuối cùng ai là người loại em ở vòng đầu tiên? Dạ anh Thành. Kết thúc. Chị sẽ nghiêm túc xem lại về chuyên môn của mình. Anh cũng nghiêm túc xem lại về anh ánh mắt của anh. 1, 2, 3 xin lỗi. Có mình Mai Tài Phấn đứng hiên ngang. Tài tướng xin lỗi luôn mà ngày anh theo em đi. Anh theo ta đi xin lỗi. Xin lỗi em. Trời ơi. Nhục nhã đàn ông có chính kiến. Đúng. Xin lỗi đi. Đúng. Giới thiệu về mình nào chàng trai.